Bên thưa quý bà con, Minh Toàn đang lưu thông ở trên cái tuyến đường mà vòng vo nhất ở Hạ Long, tuyến đường rất là nguy hiểm. Cái này là ở dưới chân cầu Bãi Cháy. Minh Toàn đi từ hướng chân cầu Bãi Cháy đi xuống và đi về thị trấn Bãi Cháy về Hạ Long Park. Đây, chúng ta đi đây là chúng ta đi thẳng là lên đường hậu cần, nhưng mà rẽ xuống đây là đi xuống khu du lịch Bãi Cháy. Đấy, trước mặt chúng ta là cầu Bãi Cháy. Đường này thì rất là nguy hiểm, quanh co rất là nguy hiểm luôn. Nhưng khi mà bà con cô bác mà chúng ta mà đi lưu thông trên đường này, rất mong cái bà con cô bác chúng ta hãy cẩn thận. Đây là dọc khu dưới chân cầu Bãi Cháy. Trước mặt là cái phòng quay mặt trời. Đây, trước mặt chúng ta là Hạ Long Park. Wow, Hạ Long Park Quảng Ninh, Hạ Long Park Quảng Ninh. Thế thì mình phải đi vào đây để gửi xe mất rồi. Bây giờ là một giờ hơn. Ở trong Hạ Long Park này nhỉ? Bắt chơi nhỉ. Ui trời, gặp em gái ăn mặc đúng không giống ai luôn. Đây, vào đây chúng ta ấn nút này và có một cái thẻ nó nhả ra như thế này. Đấy, chúng ta đi vào để mình toàn đi xe máy, thành ra vào khu này là tự động hết đấy quý bà con. Mình uống nước mình tự động vào khu gửi xe này là tự động, tự nhấn nút xong rồi tự lấy thẻ tự đi vào. Còn vào trong khu Hạ Long Park thì chúng ta mua vé chúng ta đi vào ấy thôi.
nay Minh Toàn sẽ vào đây và Minh Toàn sẽ quay lại cái cảnh Hạ Long Park gửi đến quý bà con cô bác. Đây, Hạ Long Park ban ngày luôn. Hôm nay cũng khá là nhiều xe du lịch đến nhỉ. Đây, các xe này là đưa du khách về với Hạ Long Park đi du lịch. Đây là một trong những cái cổng vào, đây là một trong 4 hay 5 cái cổng vào. Có rất là nhiều cổng vào, 4, 5 hay 6 cái, mình toàn không nhớ rõ, nhưng mà đây là một trong những cái cổng vào Hạ Long Park. Đừng để nắng đi đường này, nó mới là đường chính, đường này rẽ vào kia nó là xuống bãi biển, đây, đường xuống bãi biển đây. Hôm nay Minh Toàn sẽ vào thẳng trong khu vui chơi của Hạ Long Park để gửi hình ảnh đến quý bà con cô bác. Đấy, trước cái mặt chúng ta là các cái nhà cao cao, đây khu vui chơi của Hạ Long Park ấy. Đấy. Trượt cầu ấy là có hết. Và từ cái chỗ mà gửi xe máy mà đi đến Hạ Long Park là hơi xa ấy, chứ mà còn nó phải tầm hơn một cây ấy, hơn 1 km. Đáp à, chơi thì nhìn ngắm cảnh đi chứ. Đi chơi đây, em này em vừa đi chơi vừa chát luôn. Đi chơi đi du ngoạn mà. Ta phải ngắm cảnh xung quanh ý. Đi chơi cứ ôm máy, cứ nhìn vào cái điện thoại, nhìn sao được cảnh đẹp xung quanh. Thế ở nhà, ngồi nhà mà chát chân xong.
kém. Cứ làm người khác giật mình. Chứ em rất kém. Đây vào cổng của Hạ Long Park đây, và đây là cái ga của Hạ Long Bay. Mình toàn là đi bộ. Một vé ở trong này nó tùy. Ví dụ như lên cáp treo này, ra vé 300.000 này. Đi cáp treo này, đi sang khu đồi Huyền Bí là 300.000. Lại là ví dụ như là vào xem phim 12D là 100.000. Đây chúng ta đang đến đường đến Hạ Long Park, và trong này thì quý bà con cô bác cũng nhìn đấy, ngay cả một cái thùng rác thôi cũng rất là đẹp rồi, thùng rác rất là đẹp luôn, các du lịch phải có khác. Đó, tí tí ra mà không đi vòng. Đây là một trong những khu vườn ở trong Hạ Long Park. Khu vườn này vườn hoa thôi nhưng cũng rất là đẹp. Chụp ảnh không? Máy anh chụp cho. Đây có em gái này, em đang muốn chụp ảnh. Tóc nè, tạo dáng quần đấy, ngồi đấy tí nữa biết. Từ từ nào. Và đây là cái đi vào đường mà vườn hoa này là trước cái ga Đại Dương. Ga Đại Dương này là một trong những ga mà chúng ta lên cáp treo. Đây là ga Đại Dương, một trong những ga mà chúng ta lên cáp treo. Và bây giờ mình toàn sẽ vào trong ga Đại Dương nhé, và phòng của bác hãy cùng chúng toàn vào ga Đại Dương nhé.